Vừa qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương về tình hình văn học nghệ thuật thời gian qua, phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong các năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực trong sáng tác, vận động tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật, tham gia truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, đóng góp vào những thành quả chung quan trọng của đất nước. Ghi nhận những kết quả Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã đạt được trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp phải quán triệt sâu sắc những nghị quyết, quyết luận của Đảng về văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng đến các cấp đơn vị, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, nhân dân, bác bỏ những quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng vẫn tự do, dân chủ, trong sáng tạo, khơi dậy phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho văn học nghệ thuật phải tránh giàn trải, có sự phân bổ hợp lý, quan tâm hơn nữa đến đời sống văn nghệ sĩ, chú trọng đến cơ sở hạ tầng để nâng tầm vị thế đất nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của nhân dân.